Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Nghi làm món thịt kho trứng hay là gọi là thịt kho tàu. Thì món này Nghi làm không cần nước dừa mà nó vẫn nước thịt thơm ngon và lên màu đẹp. Thì bây giờ cách làm của Nghi thế nào, mời cô chú anh chị và các bạn cùng vào bếp với Nghi nha. Trước tiên thì Nghi bắt nồi trứng lên Nghi luộc trước. Sau đó thì bây giờ Nghi sẽ đi rửa thịt. Đây là thịt ba chỉ Nghi đã cắt miếng vuông sẵn rồi. Nghi cho muối hột và giấm vào trong này để mình rửa khử cái mùi tanh của thịt nha các bạn. Và Nghi rửa xong thì Nghi cho rửa qua một nước nóng nữa để cho thịt của mình nó sạch đó. Rồi thịt Nghi đã rửa xong rồi thì bây giờ Nghi sẽ ướp thịt. Nghi sẽ cho vào trong này tỏi ớt bằm. Thì Nghi sử dụng một củ tỏi to, còn nếu như củ tỏi nhỏ thì mình sử dụng hai củ tỏi nha các bạn, và một trái ớt. Và bây giờ Nghi sẽ cho 2 muỗng đường cát vàng. Và Nghi sẽ cho vào trong này 1 muỗng muối. Và một chút xíu bột nêm. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều cái gia vị lên với thịt. Và sau đó thì Nghi sẽ để 15 phút cho thịt nó thấm. Và thịt Nghi đã ướp xong 15 phút rồi nè các bạn. Nước nó đã thấm vào, bây giờ Nghi bắt đầu khử. Mình cho chảo lên bếp, khi nào chảo nóng thì mình sẽ cho vào ăn vào. Rồi dầu nóng thì mình sẽ cho thịt vào luôn. Rồi bây giờ các bạn sẽ xào thịt cho nó săn lại. Nghi đậy nắp cho nó nhanh nha các bạn. Rồi bây giờ thịt nó gần kẹo rồi nè các bạn ơi. Nó gần khô nước rồi thì các bạn phải đảo liên tục để nó khét á. Và đây là cái bước quan trọng mà cho cái nồi thịt của mình nó thơm. Là các bạn nhớ là xào cho nó khô nước thì cái thịt của mình nó mới thơm nha các bạn. Chứ mà các bạn vừa xào thịt nó săn, các bạn chế nước vô liền thì cái nồi thịt của mình nó không có thơm. Nên là Nghi là mỗi lần Nghi kho tàu, Nghi làm theo cách của mẹ Nghi dạy là phải xào cho nó khô nước. Như vậy thì cái nước thịt của mình nó mới thơm. Cho dù mình có nước dừa hay không có nước dừa gì, cái nước thịt của mình nó cũng thịt của mình nó rất là ngon. Rồi bây giờ gần được rồi nè các bạn ơi, bây giờ nó khô nước rồi nè. Thì bây giờ Nghi sẽ tắt bếp. Bây giờ Nghi tắt bếp cho vào trong cái nồi. Thì thịt Nghi đã khử xong rồi, Nghi cho vào trong cái nồi và Nghi lột trứng cho vào trong nồi luôn nha các bạn. Đây trứng Nghi đã lột sẵn rồi. Rồi bây giờ mình sẽ để đây mình đi làm nước màu. Nước màu thì Nghi sử dụng dầu ăn và đường. Hôm trước, cái clip trước Nghi kho gà, Nghi có chia sẻ cách làm nước màu rồi đó các bạn. Thì các bạn phi đến, các bạn xào lên cho khi nào mà đường nó ngả màu nâu. Màu nâu sậm lại là được nha các bạn. Nhớ là đừng có để màu đen quá thì nó sẽ bị đắng. Rồi bây giờ Nghi sẽ cho nước sôi vào trong cái thịt và trứng của mình nè. Rồi Nghi cho nước màu vào luôn. Lúc nãy Nghi thắng vừa rồi nhưng mà con nó khóc nên là Nghi để đó nó bị đen lên một chút các bạn. Nhưng mà cũng chưa sao. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào trong này thêm nước mắm. Khoảng 3 muỗng nước mắm nha các bạn. Bây giờ Nghi sẽ đậy nắp lại cho nó nhanh chín. Thì các bạn kho cho tới khi nào mà miếng thịt của mình nó mềm và nước nó cạn bớt lại là được nha các bạn. Đây thịt của Nghi nó đã mềm rồi và nước nó bây giờ nó xăm xắp như vậy là Nghi sẽ tắt bếp được rồi các bạn. Tại vì mình thịt này mình còn hâm tới hâm lui á, nên là mình để nước như vậy là vừa. Và Nghi đậy nắp bằng nồi áp suất nên là nó rất là nhanh mềm luôn. Còn các bạn kho nồi thường thì các bạn cứ để
Lửa riu 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 rồi từ từ thịt nó sẽ mềm nha các bạn. Các bạn thấy cái trứng gà của mình và miếng thịt nó thấm màu đều, và cái nước thịt của mình khử cho nó tỏi nó thơm lên đó các bạn, nên là bây giờ cái nước thịt của mình nó rất là thơm luôn. Nên cái bước quan trọng là các bạn nhớ là khử thịt, xào đến cho khi nào nó khô nước thì các bạn hãy cho nước sôi vào nha. Rồi món thịt của mình đã hoàn thành rồi nè các bạn ơi. Bây giờ thì thịt kho tàu thì mình sẽ ăn chung với lại dưa leo và rau sống. Mình luộc rau muống nè các bạn, hay là đậu bắp gì đó, mình chấm chung với lại cái thịt kho tàu này rất là ngon. Cái miếng thịt nghi kho nó rục vừa tới luôn, và cái trứng nó cũng thấm gia vị đều luôn các bạn. Nên con nghi nó thích ăn trứng kho tàu này lắm luôn. Và cái nước thịt mình không có nước dừa mà cái nước thịt của mình rất là thơm. Và nếu như các bạn thích thì cho Nghi xin một like và một lượt đăng ký nhé.